chào quý vị và các bạn. Nơi có thời tiết đáng chú ý trong trưa chiều nay cũng như là những ngày tới vẫn là các tỉnh thành miền Trung. Khi mưa lớn diễn ra diện rộng tại đây do là gió đông bắc tương tác với địa hình đón gió kết hợp với nhiễu động gió đông ở trên cao. Mưa tập trung nhiều ở các tỉnh từ Quảng Trị cho tới Phú Yên và còn kéo dài đến ngày 25 tháng 10. Người dân nơi đây cần đề phòng sạt lở đất đá, lũ quét ở vùng đồi núi và ngập úng vùng trũng thấp ven sông. Do có mưa nên nhiệt độ duy trì mức thấp, như thành phố Đà Nẵng, ngày đêm không vượt quá 28 độ. Quý vị chỉ cần lưu ý với những cơn mưa dông diễn ra ngắt quãng trong ngày. Tương tự tại phía Nam, gồm khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, do ảnh hưởng của giải hội tụ nhiệt đới nên mưa cũng diễn ra ở trên diện rộng. Lượng mưa lớn tập trung vào chiều tối và đêm, người dân cần đề phòng tố lốc trong cơn dông. Tại thành phố Hồ Chí Minh, mưa cũng diễn ra bất chợt trong ngày, cục bộ có điểm mưa vừa đến mưa to. Ngoài ra, người dân nơi đây chú ý tới tình trạng ngập úng do mưa lớn kết hợp với chiều cường, ảnh hưởng xấu tới giao thông vào giờ cao điểm, chiều tối. Do có mưa nên nhiệt độ ít thay đổi, cao nhất vào trưa chiều, dao động trong khoảng 31 đến 32 độ. Trong khi đó, tại miền Bắc, nơi nằm trọn trong khối không khí lạnh ổn định nên trời tạnh ráo, tuy nhiên trời còn lạnh khi mà cao nhất ngày chỉ phổ biến trong khoảng 24 cho tới 26 độ, còn thấp nhất về đêm là từ 16 đến 19 độ, vùng núi cao có nơi còn dưới 16 độ. Thủ đô Hà Nội, thời tiết cũng thuận lợi cho mọi người trong ngày chủ nhật cuối tuần. Trời tạnh ráo, nắng nhẹ vào trưa chiều với nhiệt độ ở mức 24 đến 25 độ. Đến tối giảm về dưới ngưỡng 20 độ, trời rét nhẹ. Quý vị chú ý trang phục để đảm bảo sức khỏe trước những đợt lạnh đầu mùa. Đến đây, bản tin thời tiết trưa ngày 24 tháng 10 của Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC xin được khép lại. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại! Thank you.